Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của Hiền nha. Ngày hôm nay thì chúng ta đã đang rụng rịch tới Halloween rồi, thì hôm nay Hiền xin giới thiệu đến mọi người một món súp làm từ bí đỏ, và chúng ta sẽ làm bằng lò vi sóng cực kỳ đơn giản luôn, không có cần phải nấu nướng gì rườm rà hết đó. Nhưng mà chúng ta vẫn có một cái chén súp rất là ngon như thế này. Chén súp bí đỏ của mình rất là ngon, rất là đậm đà cũng như là rất là thơm sữa. Thì mọi người hãy theo Hiền và làm thử cái món súp bí đỏ này cho cái mùa lễ Halloween năm nay nha. Nào, chúng ta vào bếp thôi. Đây là phần nguyên liệu của chúng ta, cực kỳ đơn giản luôn. Hiền có đây là 150 g bí đỏ. Bí đỏ của Nhật có mọi người, cái phần vỏ này á, mọi người đừng có cố gọt quá nha, tại vì nó rất là cứng. Nó đúng là nó sống như thế này nó rất là cứng, mọi người đừng không cần phải gọt đâu. Xíu Hiền sẽ chỉ cho mọi người làm dễ hơn nha. Còn đây là consomme, là cái gia vị nêm nếm ngày hôm nay. Hiền sẽ dùng một cục consomme cho 400 ml sữa tươi của mình nha mọi người, và tiêu để mình rắc lên trên khi mà phần súp của mình đã xong, phần súp bí đỏ của mình đã xong ha. Bây giờ thì Hiền sẽ bỏ nguyên liệu này ra, và mọi người sẽ chuẩn bị giùm Hiền để cái bí đỏ này mình sẽ đem đi quay vào lò vi sóng nha mọi người nha. Bây giờ mọi người sẽ cho vào đây một tí nước, tí thôi, để cho nó có hơi nước cho nó mềm cái phần bí đỏ của mình á. Sau đó lấy ráp bừa quấn lại nha. Sau khi mà ráp xong rồi thì mọi người sẽ cho vào lò vi sóng giúp Hiền. Thì lò vi sóng Hiền sẽ lấy là 600W cho 1 phút. Đợi đợi nó quay xong nha mọi người. Đây là phần bí đỏ mình đã quay xong thì nó hơi nóng nóng ấm ấm thế mọi người ha. Phần đen sau đó Hiền sẽ bắt đầu Hiền cắt. Cắt nhỏ bí của mình ra. Thì mình bắt đầu mình cắt vỏ rất là dễ nha mọi người. Mọi người có thể để vỏ cũng được, nhưng mà mình cắt vỏ như thế này đi á thì cái phần súp của mình đó, nó sẽ ngon hơn cho mọi người, và màu nó cũng sẽ đẹp hơn nữa. Thì sẽ cắt bỏ cái phần vỏ đi. Và cắt nhỏ nó lại. Cắt thật là nhỏ miếng bí. Bỏ ngược lại bên trong này. Bí đỏ ở đây mà cũng sau khi mà đã cắt xong rồi thì các bạn sẽ cho vào đây một chút xíu nước thôi. Chút xíu thôi nha mọi người. Tí nước. Và tiếp tục ráp lại và quay lò 600W trong vòng 5 phút. Mọi người nhớ là mở cái này, đè nó lại cho nó tính cái hơi cho cái bí đỏ của mình nha. Cái này là Hiền tái sử dụng lại cái phần giấy bọc ráp hồi nãy vừa mới ráp xong á. Rồi, mình sẽ tiếp tục để vào lò vi sóng nha mọi người nhé. Mọi người lấy ra cẩn thận, coi chừng bỏng nha mọi người. Sau đó mọi người có thể khuấy thật là đều, tán rất là đều cái phần bí đỏ của mình ra. Lúc này nó rất là mềm rồi ạ. Trong khi đó thì chúng ta sẽ đem quay cái phần sữa tươi của mình, đó là quay nóng lên. Thì hiện quay là 600W cho 2 phút. Thì mình sẽ trộn bí đỏ và sữa lại vào với nhau, và chúng ta sẽ có được cái món súp như thế này. Hiền cái đoạn quay mà bỏ trộn vào á, nó đâu mất tiêu rồi, Hiền bị lỗi kỹ thuật chỗ này rồi, không có thấy cái phần mà bỏ bí đỏ vào. Thì mọi người cứ bỏ trộn bí đỏ với lại súp sữa tươi chứ, thì chúng ta sẽ ra được cái món súp như thế này nhé mọi người nhé. Sau đó chúng ta sẽ chia ra làm hai phần, thì cái nào Hiền làm hai phần để cho hai người mình, còn nếu như mà bạn nào muốn nấu nhiều hơn thì chúng ta tăng lượng của mình lên nhé. Và sau khi mà các bạn đã múc ra được chén như thế này rồi thì chúng ta sẽ gắt lên thêm một chút tiêu. Bạn nào bỏ tiêu lên được, nếu có bé nhỏ thì mọi người có thể không cần phải bỏ tiêu. Chúng ta để tiêu cho nó thơm thêm nha mọi người nhé. Đấy là chúng ta đã hoàn Là chén thành súp rồi đó. bí đỏ của mình đã hoàn thành. Mọi người xem bí của, nếu mà mọi người muốn uống đặc sữa, súp của mình mà nó đặc hơn xíu nữa thì mọi người có thể thêm bí đỏ vào nha. Còn đây Hiền làm lỏng lỏng như thế này, Hiền rất là thích những cái dạng như thế này thôi. Còn đây là rất là ngon luôn mọi người ơi. Thì hy vọng chúc mọi người có một mùa lễ Halloween thật là vui vẻ và nhộn nhịp nha. Rồi, chúng ta sẽ qua món thứ hai nha mọi người. Hiền tin rằng là món thứ hai này các bé sẽ rất là thích luôn. Đó là món thịt chiên xù nhé.
Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Mai Hiền Cuộc Sống Nhật nha. Ngày hôm nay, tối nay thì Hiền sẽ đãi ông xã Hiền món thịt chiên xù như thế này. Thì nguyên liệu của nó cực kỳ đơn giản luôn. Hiền cũng muốn giới thiệu với mọi người một món ăn vừa làm vừa nhanh, vừa gọn mà lại vừa ngon nữa nhé. Nguyên liệu của chúng ta thì là có bột chiên xù này đây há. Và một cái trứng mà Hiền đã khuấy đều lên như thế này. Trứng thì mọi người đánh đều trứng lên cho lòng trắng và lòng đỏ nó đều lại với nhau như thế. Ghi nhớ nha mọi người nhé. Rồi, về phần thịt heo mọi người có thể ướp chút xíu muối với lại tiêu. Còn đây Hiền ướp xíu, có thể không ướp cũng được, không sao hết nha mọi người. Hiền ướp xíu cho nó thấm gia vị thôi. Thịt thì mọi người ăn, mọi nhà mình có hai miếng thì mình sẽ dùng hai miếng như thế này. Mọi người có thể mua thịt để mà mình làm cơm tấm á mọi người. Thịt nó cũng ok nè. Và bột mì. Bột mì mọi người dùng loại nào cũng được hết á, Hiền không có quan trọng phần đó. Rồi bây giờ thì mọi người để nguyên liệu ra giúp Hiền ha. Còn phần heo ăn kèm á thì mọi người có thể ăn với salad nè, hay là bắp cải sắc nhuyễn. Ngày hôm nay thì Hiền ăn với lại là rau rau salad của Nhật nha. Đấy, mọi người chuẩn bị giùm mình một hai miếng thịt, một cái dĩa đựng trứng, một cái dĩa đựng bột mì, nãy mới cắt cắt bột 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 chiên xù ha, và dầu ăn. Nào, chúng ta sẽ sắp theo thứ tự như thế này: thịt nè, trứng, bột chiên xù, dầu ăn. Mình sẽ bắt đầu mình chiên nha mọi người. Mình sẽ bắt dầu, mọi người có thể để thật là nhiều luôn cũng được. Hiện sẽ chiên ở đây là 160 độ nha. Hiện sẽ để thêm dầu vào. Để làm sao mà cái miếng dầu mình nó chiên để nó ngập cái phần miếng thịt của mình nha. Chúng ta sẽ bắt đầu rắc bột mì. Các bạn trộn thịt mì thật là đều trên miếng thịt của mình, cho cái phần bột mì này sẽ là cái phần thấm khô cái miếng thịt của mình, để lúc mình chiên nó không bị bắn dầu đó mọi người. Với lại nó bám thật là nhiều trứng nè, cũng như là cái phần bột mì xốp ở bên bột chiên xù lên đó. Sau đó chúng ta sẽ qua trộn qua trứng cũng là thật là đều luôn, và cho một lớp thêm một lớp và bột xù của mình lên nữa nha. Và chúng ta sẽ đợi cho dầu thật là sôi, và khi chúng ta sẽ bỏ cái phần của mình hai miếng thịt này vào chiên. Đó, các bạn thấy là mình phải làm sao cho cái phần trứng với lại thịt nó sẽ quệt vào nhau rất là đều như thế, thì cái lúc mà mình chiên cái miếng cái phần bột với lại phần 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 xù phần thịt của mình nó không có bị bung ra. Đây, dầu đã sôi rồi thì chúng ta sẽ bỏ vào chiên. Các bạn chiên khoảng tầm 3 phút thì chúng ta chiên dung lửa 3 phút như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái phần cái mặt vàng ở cái phần thịt của mình á, nó hơi vàng vàng rồi, thì mấy bạn sẽ lật mặt nó lên. Lật lên được thì nó sẽ vàng được như thế này. Và khi mà nó vàng được rồi đó, bạn phải cảm thấy là tới cái độ vàng như thế này rồi, thì chúng ta sẽ lấy thịt ra. Mọi người nhớ trở đều mấy cái phần hai cái phần mấy cái gồng cạnh cạnh xung quanh nữa nha, để nó không có giòn á. Rồi chúng ta sẽ lấy cái phần thịt của mình ra vào giấy thấm dầu nha mọi người nhé. Đây chúng ta sẽ bỏ vào giấy thấm dầu và bài ra dĩa để mà cắt ra dĩa nha. Đây hiện có một cái dĩa salad để chuẩn bị sẵn rồi, các bạn cắt miếng vừa ăn. Thịt ở bên trong hoàn toàn không có bị còn sống đó, nha mọi người nhé. Thịt là chín rồi đó nha. Chúng ta sẽ bài lên dĩa. Thì cái phần thịt này á, mọi người có thể ăn chung với lại là nước sốt của nó, riêng có một nước sốt. Cái nước sốt đó hầu như siêu thị nào cũng có bán hết nha mọi người, nước sốt tôm kitchen này ha. Rồi, chúng ta sẽ bày ra dĩa nha. Đây là Hiền đã hoàn thành món ăn của mình ngày hôm nay. Mọi người xem có hấp dẫn không? Thì cái phần nước sốt của mình đó mọi người ăn tới đâu á thì mọi người chế lên tới đó thì nó sẽ ngon hơn nha. Này, nó thịt của mình rất là giòn và ở trong thì nó rất là không có bị khô. Để Hiền lấy thân cho mọi người xem một cái nha. Thịt thì nó sẽ không có bị khô á mọi người. Là nước nó vẫn có ẩm ẩm độ ẩm của thịt, nhưng mà mé ngoài thì rất là giòn. Này nhé, mọi người làm thử nha, rất là dễ luôn đúng không mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của Hiền ngày hôm nay nha. Trời ơi, mời cả nhà ăn tối với nhà Hiền nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. À, mọi người nhớ cho Hiền xin một kênh đăng ký nữa nha. Tạm biệt mọi người, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nhé.